Xin chào khán giả của chương trình Nói đi ngại gì, và tôi là Elly, người sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình này. Em là Jsol và xin chào các khán giả của iHay TV. Em thì em cũng thích mấy bạn baby cute giống em thích hình ảnh của Justin Bieber. Về Việt Nam thì mình thay đổi một tí theo cái tính cách của mình thì mình trung hòa giữa hai cái. Không bao giờ mình nghĩ tới chuyện mình có thể yêu nhau được không? Không anh. Hai anh em là 100% nha mọi người nha. Đối với bản thân em thì do cái tình bạn nó lớn hơn tình yêu. Hai người chỉ là giống kiểu là bạn thân, tri kỷ ấy. Đến tập này thì sẽ vẫn ế nha mọi người nha. Xin chào khán giả của chương trình Nói đi ngại gì, và tôi là Elly, người sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình này. Và hôm nay Elly rất là vui được mời tới đây một anh chàng rất là dễ thương, đó chính là ca sĩ Jsol. Hello chị Elly ạ. Em là Jsol và xin chào các khán giả của iHay TV. Mình là Jsol và cũng nhiều lần rồi mình đến với iHay TV, và mong rằng hôm nay đầu tiên gặp chị Elly thì mong rằng chị em mình sẽ trò chuyện thật là thú vị ạ. Ok. Jsol, bạn nói là bạn rất là nhiều lần đã đến với iHay TV đúng không? Nhưng mà với chương trình Nói đi ngại gì thì bạn đã bao giờ xem chưa nhỉ? Nói đi ngại gì thì lần đầu tiên em tới, và lần đầu tiên em cũng biết chương trình Nói đi ngại gì. Ok. Thế thì Elly sẽ phổ biến cho bạn một cái luật chơi dành cho tất cả các khách mời, đó chính là đầu tiên chúng ta phải thực hiện bước tuyên thệ với nội dung sau đây. Tôi tên là, và tôi xin cam đoan tất cả những gì tôi chia sẻ trong chương trình này hoàn toàn là sự thật và sẽ không ngần ngại bởi điều gì hết. Không biết các bạn sẵn sàng không ạ? Ok, em sẵn sàng. Tuyên thệ luôn hay sao? Đúng rồi. Tôi xin thề tôi là Jsol và tất cả những điều tôi nói sau đây trong chương trình Nói đi ngại gì đều là sự thật. Ok. Ok. Và bạn biết không, từ giây phút này tất cả những cái fan của bạn sẽ bắt đầu kiểm chứng những gì mà anh Jsol nói có đúng sự thật không nè nha. Bây giờ em là một người chân thật lắm ạ. Chị tin em. Jsol ơi, theo chị nhìn thấy thì em có ngoại hình rất là kiểu baby cute, rất là Hàn Quốc. Thì những bạn gái trẻ, những bạn teen chắc là rất là thích hình ảnh này, thì không biết là bình thường mình có hay được fan tỏ tình không ạ? Dạ, em không biết là phải tỏ tình hay không, nhưng mà các bạn thường hay nhắn tin cho em hàng ngày, và nhiều bạn thì chia sẻ bảo là em ơi, anh ơi em thích em anh ơi em thích anh lắm. Rồi nhiều bạn thì chia sẻ hôm nay các bạn làm gì, nhưng mà thực sự là nhiều quá là em cũng không thể nào mà trả lời hết được, thì em chỉ xem, nhưng mà em có xem tin nhắn từng người một, và em nói chung là đánh giữ trong lòng chứ không thể nào mà trả lời hết được ạ. Thế là có nghĩa là cái chuyện mà được tỏ tình, được fan tỏ tình nó xảy ra rất là thường xuyên. Đúng rồi. Thì nó cũng hợp lý thôi. Thì Elly nghĩ là cái hình ảnh của bạn rất là phù hợp với những cái bạn gái teen. Đó lý do tại sao ha. Rồi có khi nào mà Jsol nghĩ tới chuyện là mình sẽ chuyển hình ảnh mình qua cái hình tượng bad boy không? Bad boy thì em nghĩ là chắc là sẽ có, nhưng mà chắc là để cho em khoảng chắc tầm gần chục năm nữa đấy. Vì em vẫn đang trong tuổi rất là trẻ. Nếu mà chuyển qua bad boy thì em nghĩ mọi người hơi bị shock. Cho nên là bạn quen từ từ đã từng bước mình mà chuyển giao công nghệ từ từ. Đúng rồi. Nhưng giờ bad boy quá mọi người bỏ em đi hết thì buồn lắm. Là có nghĩa là bạn sẽ chiếm lấy tình yêu của mọi người cho tới khi mà mọi người đã bị lún sâu vào thì lúc đó bạn mới bad boy đúng không ạ? Đúng ạ. Ôi hơi cái thế nó hơi bị kiểu như là thông nho ta. Mà không biết là trong showbiz thì cái hình ảnh nhân vật nam nào mà Jsol bạn cảm thấy yêu thích mà bạn muốn hướng tới nhất? Trong showbiz Việt Nam hay là nước ngoài? Ở Việt Nam chúng ta. Việt Nam ạ. Việt Nam thì em cũng không biết là có ai hình ảnh của em muốn hướng tới không, nhưng mà em nghĩ là trên thế giới có, nhưng mà em nghĩ là Việt Nam thì chưa. Em chỉ trên thế giới thì bạn thích hình ảnh của ai? Em thích hình ảnh của Justin Bieber. Chị cũng định nói lại, chị định nói là Justin Bieber. Thì em hơi thích kiểu đấy, và em cũng muốn ý là em muốn cái kiểu hình ảnh của em nó năng động và nó trẻ trung như thế. Nhưng mà Justin Bieber là nổi tiếng không, cái hình ảnh khá là phóng khoáng mà. Đúng rồi. Rất là chủ nghĩa cá nhân, thì có nghĩa là những không fan... em thì mình chỉ học hỏi những cái gì mà nó phù hợp với mình nhận một tí, tiếp thu tí từ người ta, xong rồi mình về Việt Nam thì mình thay đổi một tí theo cái tính cách của mình thì mình trung hòa giữa hai cái. Nhưng mà nếu như mà Jsol chia sẻ là bạn thích Justin Bieber thì Elly nghĩ là đâu đó trong sâu thẳm cho con người của bạn có một cái sự nổi loạn tương đối nhất định, nhưng mà ở cái thời điểm này bạn kiểu như là cố kiềm chế lại, kiểu như là để mình được phù hợp với lại cái lứa tuổi cũng như là những fan hâm mộ của mình sao trước biết, đã. Sao biết hay nhỉ? Thì bạn thích Justin Bieber thì có tí ạ, có nghĩa là fan hâm mộ của Jsol ơi, thời gian tiếp theo là sẽ cảm thấy bạn này sẽ rất là kiểu đa dạng hóa mình hơn chứ không phải là cái hình ảnh đẹp trai dễ thương vậy thôi đâu nha. Em cũng mong là trong thời gian em cũng thay đổi dần tí. Và nhân tiện là fan các bạn cũng muốn nhìn thấy bạn pose một cái pose theo cái cảm giác ngầu như thế nào. Ngầu ạ? Đúng rồi, ngầu. Tại bình thường thấy bạn baby cute không? Mình muốn thử xem. Thực ra thì thỉnh thoảng em cũng làm ngầu ngầu ở trên mạng xã hội, chụp hình ngầu ngầu á, nhưng mà thực ra làm cho mọi người em không biết là mọi người ok. Cái chương này mọi người ngầu khi mà Jsol ngầu sẽ là cắn môi tí không? Ghê quá. Không, nhưng mà màu lên nghĩ là chắc là kiểu như này fan của bạn mấy cô gái đang kiểu như là wow. Tại vì mong là wow chứ không yêu. Yêu không, là yêu. Tại vì cái lượng fan của bạn tương đối là đông đảo cho nên là chắc chắn là khi mà mình tưởng tượng ngoài đó thì cho dù người ta làm cái gì đó mình cũng cảm thấy rất là dễ thương rồi. Nhưng mà trước giờ khi mình đi cái hình ảnh xuyên suốt nhẹ nhàng trong sáng như vậy thì có khi nào Jsol tự cảm thấy là hôm nay mình cảm thấy hơi chán với cái phong cách này, mình muốn nổi loạn hay không? Đã có, thỉnh thoảng mà em kiểu cứ thỉnh thoảng mà xem một cái video hay một cái clip nào của người ta mà thấy đẹp quá, thấy ngầu quá thì mình chết rồi, không được, mình phải ngầu như người ta. Kiểu muốn ấy, nhưng mà đến lúc mà mình đứng trước gương mình diễn thử thì không ok lắm. Hơi kỳ. Thế thôi mình cứ từ từ mình tập dần thôi chứ mình không chuyển qua ngay được. À, đó là mình cũng cảm thấy là cũng thích nhưng đúng mà rồi, thích nhưng mà tự nhiên mình thấy mình kiểu như là vẫn bị đóng khung như baby cote, nó hợp lý rồi. Hơn. Vậy hiện tại thì em nghĩ là cái hình ảnh baby cote của em nó hợp với khuôn mặt của em. Thế là mình cứ phát triển hình ảnh thật tốt trước xong rồi. Trong tương lai thì nếu mà mình muốn chuyển thì mình cứ tập dần đấy chứ đừng cứ chuyển vội một lần chết ấy. Rồi có bao giờ mà mình nghĩ tới mình có suy nghĩ là mình phải kiểu như mình làm cái scandal khùng điên gì đó cho nó kiểu như là chất chơi người dơ trong cái giây phút này không? Scandal em cũng chưa dám nghĩ tới, bởi vì tính của em ấy là một người kiểu không phải hướng nội cũng không phải hướng ngoại, nó cứ chung chung ấy. Ý là em cũng không muốn nó trao hẳn ra ngoài cho mọi người thấy, không muốn nó thụt đến trong, em cứ ở giữa thì em cảm thấy, bởi vì em cự giải mà, em là một cung rất là hiền hòa ấy. Chị đang định hỏi em là cung gì thì em đã nói là em cung cự giải. Đấy, tính em thế này, em nghĩ là trong tương lai không là scandal. Cự giải, nhưng mà cự giải của em có like cung nào khác không hay là cự giải thuần túy luôn? Cự giải của em chắc là like cái cung trên cự giải cung gì nhỉ? Chị em gần cuối tháng 7. Cuối tháng 7 là qua sư tử. Dạ đấy, hơi like sư tử. Sư tử thì khá là nổi loạn. Dạ đấy, hơi em mà 21 tháng 7 đến 22 đã chuyển ra cung kia rồi. Thế thì cũng hơi like cái này cái kia, đó là do tại sao mà bạn cũng là rất là khôn khổ nhưng mà đâu đó trong con người bạn sẽ trong suy nghĩ và cũng muốn là nó vượt qua khỏi cái vùng an toàn của mình chút xíu, đúng không nè? Ok, và nhắc tới Jsol thì chúng ta không thể nào mà quên nhắc tới Virus. Thì muốn hỏi sâu hơn chút xíu về cái mối quan hệ của hai người, là từ đâu mà hai người biết nhau và tại sao mà Virus rất là ưu ái cho Jsol, rất là hỗ trợ bạn? Anh Virus thì hai anh em biết nhau từ cái bài Lặng là bài đầu tiên của em, bài hát đầu tiên của em. Thì anh Virus là người reaction cái bài hát đó và em cũng biết anh Virus từ đó, nhưng mà khoảng tầm phải một năm sau, gần 2 năm sau thì em với anh Virus bắt đầu mới nói chuyện làm việc với nhau. Thì sau cái lần nói chuyện đấy thì anh em đã quyết định làm việc với nhau, hợp tác với nhau qua bài hát Giá Nhân Mình Lại ấy. Đó thì đấy, ý là cái cơ duyên là chắc là từ bài Lặng thì anh ấy reaction bài của em thì em mới thấy, em biết anh ấy thì hai anh em mới nói chuyện với nhau. Nhưng mà trước đó là hai cũng đã từng kết hợp với nhau trong một dự án đúng không? Dạ không, chưa có chính thức kết hợp với nhau trong dự án nào hết. Chưa. Nhưng mà đã từng gặp nhau ở trường quay của iHay rồi. Dạ đấy là cái lúc mà em với anh Virus hợp tác bài Giá Nhân Nhìn Lại. Là từ và hôm đó là hai người là mặc váy đôi hay gì đúng không? Đúng không? Vâng, đúng rồi. Hôm đấy là cái sự cái gì nhỉ? Đấy lời hứa của cho các fan. Bởi vì hứa là nếu mà bài Giá Nhân Nhìn Lại ra mắt được 1 triệu trong vòng vài tiếng ấy ạ, mấy tiếng ấy thì sẽ mặc váy, thế là nó cái sự việc nó xảy ra thì anh Virus bắt nhưng mà em lại chưa xem cái đó chị, chỉ nghe mọi người nói thôi, nhưng mà hôm đó là mình mặc váy gì nhỉ? Váy gì như dân tộc chị ạ, váy xong rồi kiểu đội cái mũ ghê lắm, xong rồi áo gì đừng lật lại cái hình ảnh nữa. Tại vì chị nghe rất là thú vị mà chị chưa xem. Có trên, vẫn còn ở trên YouTube ạ, kênh của iHay, kênh của đúng rồi, kênh iHay á, kênh Thanh Niên á. Nhưng mà bây giờ thì cái tình anh em đã đi đến giai đoạn nào rồi? Thì sau đó thì hai anh em cũng có nói chuyện hợp để bàn bạc xem có cái sản phẩm nào thích hợp, phù hợp với hai đứa không. Thì em nghĩ trong tương lai chắc là nếu mà có phù hợp thì sẽ tiếp tục hợp tác thôi ạ. Còn hiện tại thì em cũng đã có những cái dự án của riêng mình rồi. Còn cái mối quan hệ cá nhân với hai anh em thì sao? Dạ vẫn tốt, mới hôm qua mới đi qua với nhau xong. Vậy có bao giờ mà nhưng mà thực sự á, giữa hai người có bao giờ mình nghĩ tới chuyện mình có thể yêu nhau được không? Không, anh có người yêu rồi chị ơi. Không thì đâu có lan nguyên liên quan gì đâu. Không, chị nói thì no mọi người ơi. Là không thể luôn, hoàn toàn không thể luôn. Không thể. Không rồi, tí. Hai anh em là 100% nha mọi người nha. Ok, tại vì mọi người tao không biết là nếu mà hai người này yêu nhau thì sẽ như thế nào. Cái váy đó chỉ là một cái lời hứa đó mọi người ạ. Được. Nhưng mà ở khía cạnh nào đó thì bạn có sợ mọi người nói là mình là được nâng đỡ quá nhiều từ virus hoặc là dựa hơi virus hay không? Chắc là cũng có người nói thế, nhưng mà em cũng nói chung em không quan tâm lắm, bởi vì em cũng quen rồi. Kiểu nhiều người nói, nhưng mà mình cứ làm tốt việc của mình thôi, chứ không thể nào mà nghe người này người kia nói rồi kiểu theo hướng này hướng nọ không được. Em nghĩ em cứ phải làm việc mình trước đã. Ok. Bây giờ mình qua cái khúc tình yêu tình báo đi. Thì trong cái Tình yêu hoàn mỹ ấy, thì Jason và Nhật Lệ là hai người vào trong top trending. Nhưng mà cuối cùng bạn đã chối bạn kia. Tại sao là như thế trong khi mà người ta đã từng yêu thầm mình từ hồi cấp 3 nhỉ? Em nghĩ là do cái trong đối với bản thân em thì do cái tình bạn nó lớn hơn tình yêu, cho nên là em nghĩ là mình không có duyên để làm hai người yêu nhau. Thì trước hồi cấp 3 thì em hồi cấp 3 nói chung ngu ngơ lắm, không biết cái gì. Thì chị ấy có thích em thì em cũng chả biết, em cứ bình thường thôi. Bởi vì chị em hơn em 1 tuổi thì hai chị em hay đi hát hò rồi hay đi. Em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 97 ạ. 97, chị là các bạn kia là 96. 96. Đó thì hai chị em thân với nhau hồi xưa, hay đi chung với nhau thôi, chứ em cũng không nghĩ là hai chị em có tình cảm. Nhưng mà bình thường á, người ta nói nếu như mà mối quan hệ mà phát triển từ tình bạn lên có nghĩa là sẽ rất là lâu bền và gắn bó. Đúng rồi, em cũng biết được cái chuyện đấy, nhưng mà em nghĩ là nhưng mà ca này không phát được sao? Em nghĩ ca này nó hơi khó đấy. Bởi vì bọn em còn sau cấp 3 thì bọn em cách xa nhau mấy năm trời, em không có liên lạc với nhau, ít liên lạc với nhau nên là không tiếp xúc. Trước đó bạn cũng đã từ chối bạn Hồng Thấm rồi, thì fan của bạn hỏi là có phải là từ bản thân bạn đã có ý chung nhân rồi hay không? Bạn nghĩ sao về bạn Chin Chu? Nói về Thắm trước ạ. Thắm thì bạn ấy, em nghĩ là bạn ấy xuất phát tình cảm với em từ cái việc là bạn ấy theo dõi em trong những sản phẩm nhạc. Thì em nghĩ là em không biết là do trước mắt hay là do từ lâu rồi bạn có tình cảm với em. Thì em nghĩ là trong cái tình cảm của em đối với bạn Thắm thì nó như là một người idol với fan ấy, nó không thể nào phát triển hơn được. Em nghĩ là mình chắc không có duyên. Dạ, không rung động. Dạ. Ok rồi, còn bạn Jinju. Còn Jinju thì em với Jinju thì mọi người tham gia cùng với nhau trong chương trình Gia đình đôi. Thì hai người rất là hợp nhau. Và mọi người cũng rất là đẩy thuyền hai đứa. Nhưng mà nói sao nhỉ? Thì nói thật thôi chứ nói sao. Cái tần số mà để mà hai người yêu nhau, kết hợp nhau thì nó cũng không chạm vào. Hai người chỉ là giống kiểu là bạn thân ấy, tri kỷ ấy, hai người hợp nhau nhưng mà là sao nó lót tới 85 xong nó dừng lại luôn hay sao? Nó tụt đi. Không, nó dừng lại ở 85 xong rồi nó tụt đến tầm 80 là tình bạn ấy chứ không phải là tình yêu. Thì ra là thế. Cũng khó quá ha. Khó. Nói chung là em cũng. Nhưng mà cái câu hỏi mà quan tâm có phải là bạn có ý có chung nhân rồi hay không thì bạn trả lời thẳng thắn để đi. Em chưa. Đến tầm này thì Jsol vẫn ế nha mọi người nha. Vẫn là một chàng trai trong veo ế vắt bèo nha. Ngồi trên Tình yêu hoàn mỹ. Rồi nhân tiện bạn nói bạn ế thì mọi người hỏi câu tiếp theo là cụ thể hơn. Thì mẫu bạn gái lý tưởng của bạn là như thế nào? Cụ thể như thế nào? Miêu tả từ đầu tới chân. Mẫu bạn gái lý tưởng của em thì nó không có mẫu thì hơi kỳ nhá, thì nó cũng hơi điêu ấy. Đúng rồi, khúc này phải nói thật đấy. Cái khi mà em không biết cái mẫu có phải cái gu của em, cái mẫu của em không, nhưng mà khi mà em lướt cái mạng xã hội ấy, thì khi mà em gặp một bạn nữ mà kiểu hơi lai tây, không phải lai tây mà kiểu cái thần thái với lại cái kiểu tóc tai rồi make up các thứ nó giống, nó hơi nó hơi châu Âu nước ngoài một tí ấy, thì em sẽ dừng lại. Nổi loạn một tí. Đúng hả? Rồi nó hơi kiểu phóng khoáng, nổi cá loạn, tính một tí. Dạ đấy, thì em sẽ dừng lại để em làm gì đấy đó. Còn nếu mà khi mà em thì em không thích mấy bạn gọi là kiểu an toàn á hả? Không, gọi là kiểu baby cute giống em. Là không thích chở củi về rừng nữa, mình phải tìm một cái tông nào đó khác quắc luôn. Đúng rồi. Đó, thì đấy, khi mà những người mình đấy tây tây ấy, thì em lại thích, không biết tại sao. Nếu bây giờ mình miêu tả cụ thể rồi, tóc dài, tóc ngắn, mắt sao, mũi sao, miệng sao, rồi thân hình sao? Em nghĩ tóc dài dài, tóc tầm ngang hơn xuống vai một tí. Hơn vai tí rồi xong rồi qua tới mắt, mắt to, mắt nhỏ, mắt một mí, hai mí. Thì em thích mắt hai mí, em thích hai mí. Đó. Mắt đẹp. Đó. Ok, xuống tới mũi. Đây mình đang tả một cô gái hoàn hảo đó mọi người ơi. Thì đó, mọi người đang muốn biết là một cái cô gái trong mơ, dream girl của bạn sẽ như thế nào. Thì bạn cứ miêu tả cụ thể là mình chưa cần biết là người đó có tồn tại hay không. Dạ, mặt hơi tây cũng được, hơi tây tí hoặc make up kiểu tông layout kiểu tây tây. Đó, thì em thích. Miệng thì nói chung là miệng môi đừng mỏng quá, đừng dày quá. Trời khó quá. Nhưng mà mặt trái xoan, trái ớt, trái cà. Em, mặt kiểu thực ra mặt chắc không phải trái dưa hấu nhỉ. Hơi kể trái dưa hấu thì hơi ghê đấy. Vừa đợi trái xoan là ok rồi, em nghĩ trái xoan được. Là con thân hình ốm, mập, tròn, béo sao? Thân hình thì thực ra em thân hình sao cũng được, em thoải mái quá, nhưng mà đừng có mập quá được, em sợ bởi vì em gầy. Mà mập quá thì thành số 10 đấy, 10. Nhưng mà kiểu như mình chỉ nghĩ là nếu như mà em gầy như thế xong rồi các bạn gái mập thì mũm mỉm thì mình sẽ cảm thấy rất là ấm em vào mùa đông. Thôi em đủ ấm để em ấm thôi ạ. Rồi bạn ấy thì không cần ấm đâu. Thôi em đủ ấm để em ấm thôi ạ. Rồi bạn ấy thì không cần ấm đâu. Ok, rồi còn cái hình ảnh đó mà link với một nhân vật nữ nào trong showbiz thì bạn có một người nào hay không? Showbiz ạ? Ở Việt Nam cũng được, ở nước ngoài cũng được. Thì nếu mà ở nước ngoài em thích Justin Bieber thì người nữ đó là ai? Nữ thì em thích kiểu... không biết chị có biết không nhưng em thích kiểu Lily May Má. Chị biết không? Wow! Lily cũng là blogger hay gì đúng không? Dạ đúng rồi. Beauty blogger hoặc là họ cái kiểu của... thể này nó tây hẳn này. Candle channel. Chị chứ là thầy. Và đây là bạn sư mẫu. Dạ vâng, tây hẳn. Tiếp theo là cái phần thử thách. Mấy cái phần mà thử thách dành cho em thì đầu tiên sẽ là 15 sắc thái gương mặt trong lòng vòng 15 giây. 15 sắc thái gương mặt ạ? Đúng rồi, cái này là fan của bạn yêu cầu đó. Em sẽ làm. Càng này càng tốt. Fan của em có một sở thích là hay dìm em lắm. Suốt ngày dìm trong cái group kín của cộng đồng fan mà em quen rồi chị ạ. 15 giây nó chỉ đến với em nhá. Ok, 15 giây em nha. Sẽ cố... ơi, mọi người sẽ quan sát nhau 15 giây. Em sẽ cố làm được nhiều nhất có thể nhưng mà em không biết Jason 15 biểu cảm không. Ok ạ. Chị đếm em đi. Xong rồi mình phải kiểu như nào vậy, mình sẽ đếm biểu cảm mà. Không, chị cứ đếm giây thì em sẽ tự biểu cảm. Ok. 1 2 3 4. Biểu cảm xấu đẹp nhỉ? Không cần biết. Ok, nãy giờ mình toàn làm xấu ấy. Ok, giờ chị đếm tiếp đi. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Không, vậy là cũng không cùng nhau nha, khá là đa dạng. Ok, tôi nghĩ là Jackson là một trong những bạn nghệ sĩ khá là linh hoạt trong cái biểu cảm của mình. Cũng ok la đó chứ. Yeah, ok la. Phần tiếp theo chính là đọc thơ hoặc thả thính 5 cô gái tên Yến, Trang, Mận, Đào, và trong đó có tên của chị luôn nữa. Trời, Elly. Yến, Trang, Mận, Đào, Elly. Thả thính à? Em là một người hay thả thính trên mạng xã hội. Ồ, em thả thính hả? Không, nhưng mà ý ạ. Một sở thị lắm luôn á. Em chưa nói hết. Em hay thả thính nhưng mà ý là mình cũng phải suy nghĩ rất lâu mới ra một câu thả thính chứ phải mình ra ngay. Ok, để em nghĩ xem nào. Mà đây là 5 cái tên luôn á, Yến, Trang, Mận, Đào, Elly. Nhưng mà thả thính theo kiểu cái gì, thơ phải có tên trong đấy ạ? Chắc vậy quá à. Nên mọi người mới liệt kê ra chính xác tên vậy luôn á. Yến, Trang, Mận, Đào, Elly hả? Trời. Sao mọi người lại có cái thú vui là phải có cái tên mình trong đó ta. Còn với tên thì khó này. Skill thả thính đâu rồi? Tất cả mọi skill thả thính đâu rồi? Ở đâu? Về đây hết coi. Quy tụ về đây hết coi. Chị Elly hôm nay chị mặc gì ạ? Chị mặc váy ạ? Nay chị... thì mặc đấy thì thoải mái không chị? Cũng thoải mái cho tới khi gặp em. Chị mặc gì cũng được, đừng bỏ mặc em vào được. Chị mặc gì cũng được, đừng bỏ mặc em vào được. Chị mặc gì cũng được, đừng bỏ mặc em vào được. Ok là, khá là ok là. Nhưng mà sao mà vô mấy tên kia sao? Nói theo đây là ok, accept đó. Mận đào à, để xem nào. Mận đào Trang gì nhỉ? Mà Yến Trang Mận Đào. Trang ơi, 11/8 = 5, không liên quan lắm nhưng mà yêu em. Đang vào. Tức là nhiều quá. Suy nghĩ này. Nhưng mà cho tên vào thì khó nhỉ? Cho tên vào trong một cái câu thơ thả thính thì hơi khó. Ôi chứ chị thấy nãy em quăng Trang vô đấy, trong đó chị thấy cũng hợp lý đó. Đấy là em nói, em gọi tên chứ em không cho vào câu thơ. Để em nghĩ. Khó nhỉ? Chưa bao giờ thả thính tên cụ thể hả? Chưa, bởi vậy người ta mới gọi là kia rồi thử thách được cho em chứ. Mình nợ một tí, đến lát mình quay lại được không ạ? Nợ một tí xong lát quay lại chị. Ok. Vậy thì phần cuối cùng thử thách dành cho Jsol chính là cuộc gọi thần thánh. Có nghĩa là bạn sẽ phải gọi cho một cái đồng nghiệp nào đó mà bạn nói một cái điều rất là vô lý mà họ tin là có lý, thì bạn sẽ ra được khỏi phòng này một cách an toàn. Gọi cho ai giờ ta? Gọi cho ai bây giờ? Bình thường mình hay lừa đảo không? Không, em đùa đó chứ em không có lừa. Để em xem. Bình thường mà không hay lừa đảo là khúc này hay thành công lắm. Tại vì người ta tin mình không lừa đấy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ lừa cái gì cho nó điêu mà không thể nào tin được nhỉ? Bình thường cái giới hạn đùa của em nó đến giai đoạn nào thì chắc là em phải là người biết rõ nhất chứ. Nhưng mà ý câu chuyện như nào bây giờ ta? Em suy nghĩ này. Em sẽ gọi cho ai đó, em tìm người gọi. Em sẽ gọi cho thằng Nhậm. Nhậm nào? Nhậm là một bạn ngồi cùng với chương trình Tình yêu hoàn mỹ của em. Xong rồi sẽ sao nội dung sẽ nói qua cho mọi người biết. Nói gì ta? Nói gì vậy? Gọi thằng Nhậm nha mọi người. Nó chửi đấy. Alo Nhậm đang đâu ấy? Đang ở nhà. Hôm nay không đi đâu à? Đáng nghĩ phải đi chụp nhưng mà mưa có chụp được đâu, đang đợi người ta đến để sửa tivi với lại cả điều hòa. Dầu ấy mới chuyển vào đã có tivi điều hòa cả, ghê. Thì có sẵn nếu không có thì sống không ra được, nhưng mà đang đợi. Chả hiểu sao cái điều hòa nhà tao nó bị kiểu nó không lạnh nhá, nó cứ kiểu nóng của người đang đợi người ta đến để sửa rồi. Ok, thế tầm tối có qua không nhỉ? Tối tao máy qua không? Tối tao có qua mà, thì đang bảo là bây giờ đang tính là tí xíu nữa đi ăn ở đâu, xong rồi đi ăn không thì qua luôn nhà mày, hiểu không? Em ta bảo này. Bây giờ hả, ta bảo mày nhưng mà tối đừng bảo anh Jin nhá. Định là tao đang định kiểu chết rồi, ra định ra khỏi công ty, hiểu không? Tao không muốn làm với công ty nữa, công ty tao ấy. Thì nhưng mà đến bây giờ nếu ra là phải phá hợp đồng là phải mấy tỷ ấy. Ý là bây giờ tao đang đi vay tiền xem là kiểu ai có tiền không cho tao vay mỗi người một ít để tao ra khỏi công ty, chứ tao không làm công ty tao nữa. Bây giờ mày có bao tiền mà cho tao vay được không? Mày vay khoảng bao nhiêu? Tầm bây giờ hả, nói thật là cái hợp đồng ấy giờ tao phá ra là phải tầm đền khối tiền ấy, hơi chắc phải tầm 3-4 tỷ. Tỷ, nhưng mà mày vay khoảng bao nhiêu? Thằng ông Nam có không nhỉ? Đi vay để Nam. Nam thì tao không rõ nhưng mà Nam chắc cũng có, nhưng mà mày vay khoảng bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu tao xem tao cho vay. Mày có tầm 400 đến 500 không? Thì tầm đấy mới đủ. 500 triệu à? Thì cũng được, nhưng mà tao còn sợ việc của tao nữa, nói chung là vay tầm độ 200-300 thì cũng được. 200-300 thì sợ không đủ. Quá. Nhưng mà tại vì tao cũng tao phải đi xoay nhiều người, hiểu không? Tao xoay, tao phải ở nhà tao vay ngân hàng, tao về nhà tao bảo bố mẹ cắm cái sổ đỏ tao đi vay ngân hàng nữa thì mới đủ chứ. Đấy, nghiêm trọng đến luôn đó. Tại vì bố mẹ tao kiểu ý là cũng chán này, xong rồi kêu là thôi đi về nhà đi làm chứ không đi ca sĩ nữa. Đấy, thế nhưng mà tại vì thực ra là như này thì tao còn có tiền để mà tao dùng khoản này khoản kia để mà phục vụ cho công việc tao nữa, với cả việc tao phải lo việc tao nữa, hiểu không? Nếu mà tầm độ 200-300 thì ok, tầm 300 cũng được. 300 thì có gì tao cho vay 300, xong lúc mà mày có mày trả tao cũng được. Thế tầm 3,5 rưỡi rồi, 5 chục rồi, 3,5 rưỡi. Khiếp mày kỳ kèo 5 chục. Tao xem sao, xem nếu mà không cần dùng đến chỗ đấy thì tao cho vay cho. Nhưng mà có sẵn đúng không? Thì tao cho vay cho. Để tao giờ tao hỏi ông Nam nữa chứ sao. Bởi vì kiểu giờ cũng gấp ấy. Nhưng mà mày căng lắm rồi. Mày có chơi thân, mày có chơi thân với anh Nam rồi, mày Nam cho mày vay. Ừ thì tao cứ hỏi chứ biết đâu được. Giờ kiểu mày hỏi phải xoay người ta xoay này xoay kia xoay. Thì tao cứ nói hết, dốc hết lòng mình thôi biết sao giờ. Giờ có ý tao bảo mày cho vay rồi thì không biết ông cho vay không nhỉ? Điên, đấy là tùy chứ không phải ai cho vay đâu. Tại vì mày cứ nghĩ là người khác cho vay thế này thế kia, nhưng mà mày tự dưng nói ra thế người ta lại nghĩ mày đi vay tiền linh tinh thì sao? Thôi được rồi, thế có gì mày cũng nhận mà có tiền, mày có tiền luôn đúng không? Bởi vì tao bố mẹ cắm sổ đỏ rồi ấy. Ở nhà rồi. Mày bị điên là sẽ cắm sổ đỏ. Ý nhà phải có thế thì mới đủ tiền. Thế mày nhà tao mệt lắm không? Cấm cấp như nào? Hả? Kết thúc hợp đồng thì phải có thời hạn, thời gian thì mình mới phải bồi thường tiền các thứ. Thì càng nhanh càng tốt, không đưa ra tòa đấy. Thì càng nhanh càng tốt, không đưa ra tòa đấy. Tòa cái gì? Tòa thì phải từ từ chứ. Nói chung mày có luôn đúng không? Mình phải lo được hết tiền. Ừ, nhưng mà cái bờ tao mà chuyển cho mày luôn thì mày cũng đã đủ. Không, ý là không chuyển 3 tỷ đâu đúng không? Ừ thì nhà tao nữa là gần đủ. Gần đủ à? Thế gửi qua số tài khoản hay là đưa tiền mặt? Wow. Thôi để cái đấy chắc phải ra ngân hàng ấy nhờ. Thì tao cứ chuyển cho mày thôi, tao cứ chuyển qua số tài khoản cho mày thôi, xong mày muốn rút thì rút thôi. Rồi ok thế rồi, thế có gì để lát tao nhắn nhá. Tí gửi số tài khoản không đi là chuyển ra. Ok, thank you. Nha. Wow, my god. Mọi người bạn tuyệt vời mọi người. Người bạn tuyệt vời quá, nhưng mà này còn credit còn trống chỗ, chị bảo ý thế luôn, tại này còn mượn tiền nữa. Ok quá. Ok quá đúng không? Em không biết là nó nhiều tiền như thế. Nó nhiều tiền. Khúc này em biết rồi, bạn kiểu như là đại gia ngầm đúng không? Là có một người bạn ok quá luôn á. Hay thật đấy. Phát này hả, fan của Nhậm phát là phát hoảng vì Nhậm, phát điên, phát rồ vì Nhậm. Mà rất là chắc chưa biết nha, chưa biết, chắc là biết vẫn thực thật. Để đợi tới lúc mà chương trình phát sóng thì đã. Dạ, rồi sau rồi xem cho anh xem luôn. Mày có nghĩ được cái lý do là ra khỏi công ty đền hợp đồng hợp lý. Chứ vay tiền làm gì không biết. Đúng ok la, mà bạn rất là trả lời rất là chân thành đấy. Đúng rồi. Qua cái khúc này mình cảm thấy là phải lít like cho bạn này một cái like. Thì Jsol nó có một người bạn xịn sò như thế đúng này rồi. Đấy. Nhậm nếu mà xem chiếc clip này thì chắc là bạn cũng biết là bạn bị lừa đúng không? I love you. Ok, và cảm ơn Jsol đã nhận lời đến tham gia chương trình. Khán giả ơi hãy nhớ là phải có chương trình vào 20 giờ hàng tuần trên trang thanhnien.vn, fanpage Báo Thanh Niên cũng như là YouTube iHay TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.